Rồi, hai anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu ba lô kỹ thuật mới ha. Thì ba lô mình đang đeo trên vai nè anh em. Đây, nhìn một cái loại ba lô này nhìn vô là biết anh em làm kỹ thuật liền luôn á. Đó. Loại này nó có một cái kế một cái bao đeo để anh em có thể để cái điện thoại hoặc là một cái cây hước laser phía trước nè anh em. Ở đây. Cái túi này mình để vừa cái điện thoại 11 Pro Max của mình luôn ha anh em. Anh em nào mà xài cái lớn hơn á thì để không vừa ha, 11 cỡ tầm 11 rồi là để giữa anh em. Đó, để đây ở bên ngoài nó có sổ ghi chép nè anh em. Mình có thể nhét sổ ghi chép, bút viết anh em có thể để đây ha. Đeo như thế này đi ra ngoài công trường khi mà anh em leo trèo á không sợ cái để trong túi quần mình bị cấn hay bị rớt ha. Đó, nó cũng là một cái thiết kế khá hay. Đây mình lấy điện thoại ra. Cái này anh em có thể tháo rời ra. Thì bây giờ mình sẽ quay tổng quát cái ba lô cho anh em có thể xem đi ha. Đây. Đó. Rồi quay lại cái túi phía trước này đi. Cái túi này anh em có thể tháo rời ra nè, để anh em có thể để ba lô anh em quải đi. Đây nó chỉ có cái móc thôi. Anh em có thể móc vào lưng quần như thế này cũng được nữa nè. Đấy. Đó, khá là gọn gàng ha các bạn. Rồi. Đây mình gỡ ra. Trả về vị trí cũ đi các bạn. Đó. Rồi, tổng quan phía trước cái ba lô của mình. À, mình rất thích một cái ba lô kỹ thuật các bạn. Nó có một cái ngăn phía trước này để mà mình có thể để dây điện hoặc là dây luồn ha. Nó đó là một cái ưu tiên hàng đầu để mà mình chọn cái ba lô kỹ thuật. Đó, những anh em nào mà làm liên quan tới điện đồ này kia thì sẽ cần có dây điện thì mình có thể để một ít vào đây hoặc là sổ tài liệu á thì nó cái ngăn này nè, ngăn to mình có thể để cho vào đây ha. Đó, ở bên ngoài anh em ngay vị trí này. Đây là nhìn nó là da đó bạn. Nhìn nó khá là đẹp ha. Mình nghĩ là giả da thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp. Ở đây nó có phần là phản quang nè, giúp cho anh em quải vào buổi tối đi ban đêm á, có ánh đèn xe nó sẽ phát sáng lên, nó cảnh báo ha. Khá là an toàn như này. Ở đây mình sẽ có một cái ngăn, ngăn này mình có thể thông qua hai bên anh em. Mình nghĩ á, là mình có thể nhét một cái cây hước hỉ ngang đây đó, hay là cái anh em có thể máng hay là treo một cái gì đó to to, anh em có thể luồn vào đây ha cũng được. Rồi ở phía bên trong này thì mình sẽ có một cái ngăn có xăng tia kéo nè các bạn. Đó, ngăn xăng tia kéo ha. Một cái vị trí này cái móc treo khi mà mình bấm đây á thì cái này anh em có thể treo chìa khóa xe hay là chìa khóa nhà vậy đó anh em. Tới đi làm thì mình bấm vào đây, nhét vào đây cho nó gọn không bị rơi mất ha. Rồi ở đây thì sẽ có một số cái ngăn nhỏ nhỏ đây, anh em có thể vắt tài liệu hay bút viết, anh em hãy vắt đây. Nó có một cái ca ngăn kéo nhỏ đây bạn, để mấy cái đồ linh tinh ở đây ha, ví dụ như mấy cái mạch thì mình đi sửa cho khách nè, hay là bút viết nè, hay là đồ code, hay là ba linh tinh á, anh em hãy đeo đây. Rồi ngăn này thì mình sẽ có cái vị trí để bấm lại ha. Đó, nếu mà dây điện của anh em nhiều quá thì anh em có thể nới này ra cho nó có thể rộng ra, nó tăng cái diện tích để đồ hơn, rộng hơn các bạn. Đó, mình nghiêng như này. Đó, khá là rộng ha. Ở bên đây trên thì bên trên này mình sẽ có một cái ngăn. Đó, một cái ngăn nhỏ, ngăn này mình nghĩ anh em có thể để mấy cái kính là khá là ok rồi. Đây nó có lớp giải nhung mà, rất là mềm ha, rất là êm tay luôn. Ở bên ngoài đây thì ngay vị trí này á nó khá là cứng để nó bảo vệ cái mắt kính của mình ha. Rồi. Ở trong đây các bạn, nó có một cái giấy của sản phẩm nè và nó có một cái tờ giấy hướng dẫn đổi cái mật khẩu ổ khóa. Đây mình có cái ổ khóa nữa các bạn. Về anh em đổi mật khẩu. Rồi anh em bóp cái ổ khóa đây ha để cho nó cất giữ cái công cụ mà nó không bị mất. Mất nhỏ các bạn. Mình nghĩ là nếu mà để ba lô khóa đây thì mất luôn nguyên ba lô các bạn. Rồi. Kéo lại. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên hông các bạn. Đầu tiên một cái ba lô mình thấy là một cái phần khá là quan trọng đó chính là cái tay xách. Để khi mà anh em để đồ nặng á, nhớ anh em rất là ưu tiên là cần một cái ba lô để rất là nhiều cái công cụ cho nên sức chứa nó rất là nặng các bạn. Thì đây, mình thấy nó có đảm bảo được nè, một cái ba lô có cái tay xách ha, được gia cố chỉ may rất là nhiều. Đồng thời á, ở trong đây nó có một cái cọng thép nè, nó bấm đinh luôn. Cho nên thì mình thấy cái phần này cầm lên cảm giác khá là chắc chắn ha. Nó may xuống thuốc dưới đây luôn các bạn. Đó, cho nên một cảm giác rất là chắc chắn ha. Và cái foam của túi á, thì mình thấy cái foam này nè, khi mà mình để đồ vô nó không bị ọp ẹp các bạn. Đây nó cũng có cái foam khá là cứng, hay mình đây khi mà anh em để đồ vô á thì nó có tránh cái hiện tượng mà bị cong xuống vậy nè các bạn. Đó, cái này cũng khá là cứng. Ở đây thì vị trí này là móc móc cây hước các bạn. Ở dưới đây thì ngay vị trí này á là để một cái bình nước nè, anh em nào mà đi làm trong môi trường á để một cái bình giữ nhiệt đây ha. Đây là để cái tên của mình nè. Rồi phía bên đây á, thì sẽ có một cái ngăn nhỏ nè. Đó, để mấy cái linh tinh đèn đỡ đầu anh em có thể để vào đây. Đây là vị trí móc nè, nó có hai cái ngăn nhỏ hai bên ha. Ở đây có sẽ nhiều có chỗ, nhiều chỗ để anh em móc mấy cái móc treo, ví dụ như là mấy cái chùm chìa khóa nè, bộ giữ đồ vít rồi này kia nè, anh em hãy để đây. Này
cái vị trí này á là cái vị trí để cuộn băng keo ha anh em, cuộn băng keo điện á, anh em có thể móc ở đây hoặc về qua đây hoặc đây tùy anh em luôn ha. Rồi một cái phần chính của một cái ba lô kỹ thuật đó chính là cái ngăn để công cụ các bạn, thì nó phải đảm bảo là cái sức chứa ở đây nó phải là nhiều ngăn để anh em có thể nhét nhiều cái công cụ để dễ dàng kiểm soát cũng như là quản lý ha. Thì anh em thấy cái vách này đây nó sẽ chia rất là nhiều cái ngăn nhỏ cho anh em, thì mình nghĩ dưới đây anh em mắc một hàng kìm cách điện nè, một hàng vít nè, trên đây anh em có thể để ở trên đây đi, anh em để hàng vít kìm ở đây, ở dưới đây anh em có thể để mấy cái đầu điếu nè, mỏ lết, chìa khóa, kìm bóng cót, anh em để đây. Ở bên đây nó sẽ có bốn ngăn nhỏ nè, anh em có thể để công cụ của mình bên đây nữa ha. Và ở chính giữa anh em có thể để thêm mấy cái ví dụ như máy khoan, máy bắn vít, nếu mà anh em muốn tích hợp vô chung một ba lô anh em có thể để trong đây. Thì ở đây sẽ có hai ngăn thôi. Đó, mình thấy đặc điểm chung của mấy ba lô kia thật các bạn, đó chính là cái ngăn đều có cái ngăn ở trong đây là ngăn lưới, nhìn thấy bên trong ha cũng là đều đều màu trắng như vậy, nhìn rất là đẹp ha. Đây sẽ có cái ngăn nhỏ cho anh em nữa. Rồi thì trong đây mình thấy cái sức chứa này cũng khá là lớn ha các bạn, cái này á khi mà anh em để nhiều đồ bên đây á thì anh em có thể móc này nó để chi, để khi mà anh em mở cái ba lô á thì nó sẽ chỉ có giới hạn như đây thôi, nó không làm cái vị trí này nó nằm xuống dưới đất ha. Đó rồi bây giờ qua cái ngăn còn lại bên này, đây mình sẽ có một cái ngăn ở phía ngay sau lưng mình nữa đó. Thì cái ngăn chính ở đây nè các bạn, mình có thể tháo rời qua không không qua cái xăng tia trên đây ha, thì mình nãy giờ mình kéo ngang qua đây đỡ cho anh em có thể dễ hình dung nè, mình có thể tháo rời luôn, mình kéo qua đây nữa là tháo rời nè các bạn. Đó. Mình có thể tháo rời ra luôn được như vậy luôn nè các bạn, thì làm cho cái ba lô mình nó rộng rãi hơn ha. Rồi khi cái công cụ á, mình nghĩ nếu mà anh em nào mà công cụ anh em có thể để dắt lên đây sẵn á thì anh em lấy cái này ra luôn cũng được đó, mình lấy nguyên bộ công cụ mình ra luôn, còn không thì anh em gắn cứng á để mà làm chi. Thì ngăn này bên đây anh em có thể để một cái laptop bên đây ha, hoặc là anh để mấy cái công cụ khác, đồng hồ đo anh em để vào hộp hay là hộp với tất cả anh em để anh em có thể để bên đây luôn ha. Ở đây một cái ngăn kéo lưới lớn nè các bạn, đó mình thấy cái sức chứa này cũng khá là rộng ha. Rồi một cái phần quan trọng đó thì mình thấy là cái này nó đáp ứng đầy đủ là để cho anh em để công cụ ha. Tại dưới đây anh em thấy là nó có một cái phần đế nhựa cứng, nó có in cái tên của nó luôn nè các bạn, đây nó rất là cứng ha các bạn, nó giúp cho anh em để cái công cụ á nó không bị thấm nước lên nè, và cũng như mà khi mà anh em đeo, anh em để lên xe hay anh em để lên bàn làm việc của mình á thì cảm giác nó chắc chắn hơn rất là nhiều các bạn đó. Thì một cái mẫu ba lô kỹ thuật này mình thấy tầm giá hơn 2 triệu, thì nó thấy là cái cảm nhận của mình là nhìn cái form nó khá là ổn ha, thiết kế rất là đẹp và cũng như là đầy đủ các cái tiện ích để anh em có thể để công cụ mà đem đi làm được. Thì cái giá của nó chi tiết anh em nhắn vào giỏ hàng nè, anh em nào mà được tạo tài khoản mới được mã giảm giá thì sẽ giá sẽ tốt hơn nữa các bạn. Rồi cảm ơn em.